Mắt kính thời trang chống tia UV của Xiaomi model 04TS có thiết kế nhẹ nhàng mà sang trọng, kiểu dáng không vít vô cùng độc đáo và mới lạ. Đi kèm sản phẩm là một bao da đựng kính vô cùng thời trang và thanh lịch. Ngay trên nút khóa có in logo của Xiaomi Mizia. Nổi bật với cấu trúc gọng liên lạc độc đáo không một chiếc ốc vít, bạn sẽ không gặp phải bất kỳ sự cố nào liên quan đến vít cả. Hơn thế nữa, phần gọng kính được gia công từ thép không gỉ 304, có khả năng tránh oxy hóa và chảy xước cực tốt trong suốt quá trình sử dụng. Nó cũng vô cùng dẻo dai và chắc chắn nữa, khi bị cong thì cũng không lo sợ bị gãy. Đặc biệt với cấu trúc tròng kính phân cực ni lông tăng khả năng chống chịu va đập, chịu được nhiệt độ cao, giúp ngăn chặn hiệu quả tia UV có hại cho mắt và cho khả năng chống chói vô cùng tốt dưới nắng gắt. Ngoài ra, miếng đệm mũi silicone thân thiện với da được thiết kế vừa vặn với khuôn mũi người dùng, không tạo áp lực lên cánh mũi cùng hai bên thái dương. Nhờ đó tạo cảm giác đeo chắc chắn, không chân trượt và thoải mái khi đeo. Chiếc kính mắt thời trang chống tia UV Xiaomi là một sản phẩm không thể bỏ lỡ cho người tiêu dùng Việt.